chào các bạn. Trận chiến của các quái vật phóng xạ trải qua hàng chục năm cũng đến hồi kết thúc. Rất nhiều quái vật bị thương, bị chết. Trong số đó, Godzilla cũng không thể nào tránh khỏi. Tuổi già, sức yếu cũng đã khiến nó ngã gục bên một dòng suối. Cơ thể của nó trương sình lên và bắt đầu phân rã. Tất cả những tinh hoa của nó đã trôi theo dòng nước. Mệt quá, mệt quá. Hôm nay thật là nóng quá đi. Mình phải uống nhiều nước mới được. Được rồi, về lại hang động nghỉ ngơi thôi. Lúc này ở phía dưới hạ nguồn đã xuất hiện một cô gái. À không, chính xác hơn là một speaker woman. Cô ấy sống ở một hang động gần đó, thường ngày hay ra đây lấy nước để sinh hoạt và ăn uống. Nhưng cho tới ngày hôm nay, đột nhiên cô ấy đau bụng quằn quại và bụng của cô ấy càng ngày càng to ra. Đau quá, đau quá, mình bị gì thế này? Sao mình lại đẻ ra một cái trứng chứ? Không thể nào, mình chưa có chồng, làm sao có con được? Không, mình không muốn như vậy đâu. Khi thấy được cảnh tượng này, speaker woman cũng không thể nào chấp nhận được. Cô ấy đã bỏ đi không từ biệt. Còn bên phía của cái trứng mà cô ấy đã sinh ra, nó không ngừng phát triển và càng ngày càng to lên. Nó to đến mức không thể nào to được nữa và cũng bắt đầu nứt toạc ra. Bên trong là một sinh vật vô cùng kỳ quái. Khi vừa mới chào đời, sinh vật kỳ lạ có thân hình Godzilla với chiếc đầu lo này cũng đã rên khóc. Tiếng khóc của nó cũng đã thu hút những thú dữ quanh đây. Nhưng lũ thú dữ không hề biết rằng bọn chúng đang đụng độ một thứ sinh vật hung tợn hơn bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Kết quả, lũ thú dữ này bị nó xé xác và ăn thịt tàn tành. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần cũng đã trôi qua. Ăn hoài thì cũng hết. Thức ăn cạn kiệt, bắt buộc nó phải di chuyển dần xuống núi và đến thế giới của loài người. Cuối cùng cũng đã sửa xong cái máy này. Được rồi, nhanh chóng cắt cỏ cho mấy con bò kia ăn thôi. Ủa, sao thiếu hết một con thế này? Mình thả ra ngoài đồng ruộng này 4 con mà. Sao bây giờ chỉ còn 3 con không vậy? À, chết tiệt, đừng kia. Có kẻ dám ăn trộm bò của mình mổ lấy thịt. Khổ kiếp, mau dừng lại. À, chết tiệt, tôi quái quỷ gì thế này? Mẹ kiếp mày, dám ăn thịt bò của tao, tao giết mày. Sau khi xuống núi, quái vật kỳ lạ, mình Godzilla, đầu lo của chúng ta, cũng đã tới một nông trại và bắt những con bò ở đó để xé xác. Nhưng không may chủ nông trại đã phát hiện và dùng súng tấn công nó. Kết quả chuyện gì đã xảy ra thì các bạn có lẽ cũng đã biết rồi đúng không? Vâng, những viên đạn không thể nào xuyên thủng vào lớp da dày cui của nó. Và ngược lại, tên chủ nông trại và những nông dân làm gần đó cũng đã bị nó lao tới xé xác, thậm chí còn có kẻ bị nó nhai thịt. Báo cảnh sát. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người kiểm tra khu vực đó ngay lập tức. Hả? Có chuyện gì nữa vậy? Alo, văn phòng cảnh sát thành phố xin nghe. Cô chúng tôi vậy? Chúng tôi gọi đến từ khu nông trường ở phía bắc. Xuất hiện một thứ quái vật rất kỳ lạ. Có chiếc đầu lo. Nó tấn công rất nhiều bò. Rồi sau đó giết và ăn thịt những nông dân ở đây luôn. Gì mà quái vật? Rồi đầu lo nữa. Được rồi, tôi sẽ báo chuyện này lên cho cấp trên để ngài ấy xử lý gấp. Nhanh đi. Nó sắp ăn thịt hết nông dân bọn tôi rồi. Alo. Cảm thấy tình hình hết sức nguy hiểm, bên phía cảnh sát cũng đã tiến hành một kế hoạch rất đặc biệt. Họ đã lắp đặt bơm mình ở một con đường vắng vẻ và yêu cầu những người nông dân dẫn dụ nó tới đó. Về phía của quái vật Godzilla đầu lo, nó ngây thơ đuổi theo những con mồi, lại vô tình lọt vào bẫy của cảnh sát. Báo cáo, mục tiêu đã chính bay, sẵn sàng chung kích nó. Tốt lắm. Được rồi, mau khai hỏa đi. Một tiếng nổ kinh hoàng cũng đã xảy ra. Ánh sáng, lửa và áp suất vô cùng lớn cũng đã thổi bay tất cả mọi thứ trong khu vực của quái vật Godzilla đầu lo. Vậy không lẽ họ đã giết chết được nó? Cuối cùng
cũng đã trừ hại cho dân được rồi. À, không, không thể nào. Báo cáo thưa sếp, trong vụ nổ đó lại xuất hiện thứ gì đó khổng lồ nữa. Ánh sáng của vụ nổ cũng đã tắt dần, khói cũng đã mờ nhạt, và mở ra sự xuất hiện của một quái vật khủng khiếp. Không lẽ đó chính là Godzilla Speaker hay sao? Ý thần thiên địa ơi, bây giờ nó đã hóa thành một Titan rồi. Đúng rồi, có lẽ chính là vụ nổ đó, sức mạnh của những quả bom đã giúp nó hấp thu và phát triển cơ thể của mình gấp trăm ngàn lần. Cấp bao, không ổn rồi. Cơ hạch của chúng ta không những giết được nó mà còn giúp nó phát triển. Bao, cầu cứu quân đội, cầu cứu quân đội. Alo, phòng trực quân khu 5 xin nghe đây. Cấp bao, chúng tôi gọi bên phía của văn phòng cảnh sát đây. Chúng tôi có thực hiện một nhiệm vụ, nhưng nó đã thất bại, vô tình tạo ra một con quái vật to lớn để tiến thẳng về thành phố. Cầu cứu bên phía quân đội của các anh. Cảnh sát bên mấy người thật là. Thôi được rồi, để tôi báo cho phòng chỉ huy điều trực thăng tới đó giúp đỡ. Cảnh sát quân đội cũng được huy động, tập trung tới ngăn cản bước chân của quái vật. Còn về phía của Godzilla Speaker, nó dường như không kiềm chế được bản thân của mình, trở nên vô cùng tức giận và tiến về thành phố của nhân loại để bắt đầu tàn phá, hủy hoại mọi thứ. Chết tiệt, các binh sĩ đâu rồi? Mau, tập trung lại, sử dụng hỏa lực hạng nặng, tiêu diệt kết thúc nó đi, đừng cho nó tiến vào trung tâm của chúng ta. Báo cáo bên phía cảnh sát, bên phía quân đội của tôi tới yểm trợ rồi đây. Cái gì thế này? Sao thứ quái vật này quen quá vậy? Nhìn nó không khác gì một con Godzilla. Nhưng sao đầu của nó lại là những chiếc loa chứ? Rốt cuộc cảnh sát các người đã tạo ra thứ quái vật gì vậy? Trong khi bên phía cảnh sát và quân đội chất vấn lẫn nhau, thì quái vật Godzilla Speakerman lại tiếp tục tàn phá. Lần này nó còn sử dụng vụ nổ ánh sáng nữa chứ, khiến cho cả thành phố chìm trong biển lửa. Báo cáo tổng tư lệnh, báo cáo tổng tư lệnh. Trung tâm thành phố chìm trong biển lửa hết rồi. Gì chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trừ đã báo tin về trong thành phố xuất hiện một quái vật không khác gì Godzilla, nhưng đầu của nó là những chiếc lo kỳ quái. Nó có sức mạnh vô cùng ghê gớm, đang tàn phá và còn có thể tạo ra vụ nổ ánh sáng, nhấn chìm mọi thứ ở trong biển lửa nữa. Chết tiệt, thứ đó đâu chui ra vậy? Thôi được rồi, alo, bên phía hậu cần kỹ thuật à? Chúng ta vừa chế tạo ra sản phẩm mới đúng không? Mau, đưa nó vào thành phố, ngăn chặn thứ quái vật đang làm loạn. Từ một cái trứng, quái vật Godzilla Speakerman cũng trở thành một thực thể khủng khiếp, khiến cho loài người phải nao núng. Lúc này bên phía quân đội cũng cấp tốc đưa một vũ khí bí mật mà họ vừa sáng chế ra đến để ngăn chặn thứ quái vật Godzilla Speakerman của chúng ta. Nhưng liệu thứ vũ khí đó là gì chứ? Tới rồi, cuối cùng nó cũng đã được đưa tới rồi. Tất cả mọi người, tất cả bên phía cảnh sát, mau tránh ra. Cấp bao, tất cả mau lùi cách con quái vật khoảng 2 dặm. Hả? Cái quái quỷ gì thế kia? Bên phía quân đội các người đưa thứ gì vậy? Một con robot người đầy tivi à? Đúng vậy, đó chính là sản phẩm mới của ngày tổng tư lệnh quân đội chúng tôi vừa cho nghiên cứu. Trước đây quân đội chúng tôi từng chạm trán một thứ tai thành tivi men vô cùng mạnh ở Bắc Cực. Nó có thể hủy diệt bất cứ mọi thứ, nhưng không biết lý do gì nó đã ngã gục. Sau đó chúng tôi đem nó về, bắt đầu nghiên cứu và bắt đầu sử dụng sức mạnh của nó để chế tạo ra vật phẩm này. Hay lắm, quân đội các người thật là tuyệt vời. Vậy là thành phố của chúng ta sắp được cứu rồi. Thì ra đó chính là xuất thân của thứ sản phẩm hủy diệt bên phía quân đội vừa mới chế tạo ra. Nhưng liệu so với Godzilla Speakerman của chúng ta, nó có thể đánh bại được hay không? Lúc này về phía của quái vật Godzilla, dường như nó đã bị đánh liên tục, ngã lên, ngã xuống, và trông nó rất đau đớn. Nhưng sự đớn đau này đã khiến cho nó càng thêm nghi ngờ, càng thêm tức giận và càng thêm phẫn nộ. Nó bắt đầu vung dậy và tấn công liên tục ngược lại sản phẩm công nghệ của quân đội. Hả? Nhìn kìa, sản phẩm robot TV của mấy người, có chuyện gì vậy? Sao nó chịu không nổi những đòn tấn công của thứ quái vật kia? Trời đất ơi, cảnh sát mấy người hỏi tôi biết hỏi ai? Không ổn rồi, mau, rút khỏi thành phố, di cư tất cả người dân.
cuộc chiến cũng đã kết thúc. Quái vật Godzilla Spider-Man đã đánh bại hoàn toàn thứ robot đến từ quân đội kia. Nó tự tin và ăn mừng chiến thắng bằng những cú gầm thét vang trời. Lúc này, nhân loại vô cùng sợ sệt và nhanh chóng rút ra khỏi thành phố này.